Bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho các bạn tính bằng bấm máy tính Casio FX570VN để tính các cái bài, tính các cái hằng số cũng như tính kỳ vọng phương sai của đại lượng ngẫu nhiên liên tục. Tức là cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục thì được xác định bởi cái hàm độ xác suất, thì công thức kỳ vọng và phương sai thì được tính bởi cái công thức 2.20. Đấy, phương sai là công thức 2.20. Kỳ vọng là phía sau này, cái này phương sai là bằng kỳ vọng của bình phương mà trừ cho bình phương của kỳ vọng, cái trong ngoặc này chính là kỳ vọng. Ví dụ cái bài này Fx bằng mà nếu như xác định hàng số k thì chúng ta cũng dễ xác định hàng số k, thì chúng ta dựa vào cái công thức là tích phân từ trừ vô cùng cộng vô cùng của Fx bằng 1 mà xác định hàng số k, thì chúng ta sẽ dựa vào cái tính chất cái số 2.13 này. Này chẳng hạn như là có một cái ví dụ, cái lúc này hàng số k bằng 4, chẳng hạn cái ví dụ này đại lượng ngẫu nhiên x có hàm độ xác suất Fx như này bằng kx nhân với 1 trừ x, khi y và x thuộc đoạn 0 1 còn bằng 0. Nếu ngược lại, bây giờ xác định hằng số k như thế nào thì chúng ta dựa vào cái tính chất của hàm mật độ công thức 2.13, tính vật từ âm vô cùng cộng vô cùng của hàm mật độ là bằng 1. Thì đối với cái bài trắc nghiệm này thì chúng ta làm nào để k là 3 4 5 6 thì xác định k như nào, thì chúng ta fx cái tích phân từ trừ vô cùng cộng vô cùng á của cái này là bằng 1. Đó. Thì như vậy hằng số k là bằng nghịch đảo của cái tích phân đó, vì chúng ta đưa đưa cái k ra ngoài mà. Tích phân của nếu như ở đây là tích phân trừ vô cùng cộng vô cùng, nhưng cái này chỉ có 0 tới 1 thôi, cho nên cuối cùng là tích phân của cái này thôi, từ 0 tới 1 là bằng 1. Như vậy k sẽ bằng nghịch đảo của cái tích phân của x nhân 1 trừ x, từ 0 tới 1. Như vậy bây giờ chúng ta xác định tính cái tích phân bằng cái máy tính, chúng ta bấm như nào? Thì máy tính này, đầu tiên là như này, trước hết thì các bạn xóa cái dữ liệu cái đã. Là bấm shift về bấm clear. Đó, xóa on luôn. Đây. Reset on, yes, bấm cho bằng. Và press AC, enter trở lại ban đầu. Cái này là các bạn cộng trừ nhân chia là bình thường. Bây giờ tính tích phân này, thì bạn bấm vào cái chỗ tích phân này, tích phân của x nhân 1 trừ x. Nào, các bạn tích phân x nhân 1 trừ x đó. Vì k là bằng nghịch đảo của tích phân từ 0 1 của x nhân 1 trừ x, mình cần định cái tích phân từ x 1 trừ x từ 0 tới 1 bằng mấy. Đó, theo tính chất của hàm độ thì ở đây các bạn bấm chữ x, thì ở đây có cái alpha này, xong rồi x này. Alpha này, rồi x này ra x này. Rồi mở ngoặc này. 1 này. Trừ này. X thì về bấm alpha lại. 1 trừ x rồi đóng ngoặc. Đóng ngoặc ở đây luôn. Đến cái cân từ 0 đến 1 bằng bằng. Vậy tích phân này bằng mấy? Tích phân này sẽ bằng 1 đến k đây. Tích phân bằng 1/6. Cho nên k sẽ bằng 6, đáp án D. Tích phân này là bằng 1/6 thì k là bằng nghịch đảo của tích phân này. K bằng 6, chúng ta cho đáp án D. Còn đối với cái bài lúc này tính tích phân, tính kỳ vọng và phương sai, nếu như mà các bạn tính bằng tích phân lúc này ra kết quả, nhưng mà bây giờ chúng ta tính bằng máy tính thì nhanh hơn. Ví dụ như kỳ vọng thì bằng là tích phân từ trừ vô cùng cộng vô cùng, công thức của nó ấy là từ trừ vô cùng cộng vô cùng x nhân fx, nhưng mà cái này bài này thì không đến một thôi. Như vậy ax là bằng tích phân từ 0 tới 1 của x nhân fx, mà fx bằng trong đoạn 0 1 là 4x3, nhân thêm x nữa là 4x4. Như vậy ở đây chúng ta sửa cái gì, bấm từ đầu, nếu như các bạn bấm từ đầu các bạn xóa hết dữ liệu này, đây là cho những bạn mà bắt đầu chắc chắn các bạn đấy, các bạn bấm tích phân, tất nhiên lúc này chúng ta có thể sửa lại được, 4x3 là nhân thêm x nữa là thành 4x4, bấm chữ x. 4 bấm chữ x bình phương
alpha x đây này, là 4 x không phải bình phương mà là mũ 4. Mũ 4 thì các bạn sửa cái bình phương này thành mũ 4. Từ 0 tới 1. Đấy, sửa lại. Từ 0 tới 1. Bấm cái này để lên cần đi. Rồi bấm cho bằng, ra kết quả là sẽ bằng 4/5. Đó. 4/5. Còn kỳ vọng của x bình phương thì ở đây nhân thêm x bình phương nữa. Đấy, nên nhân thêm x nữa. Kỳ vọng của fx là x nhân kỳ vọng của ax là bằng x tích phân của x nhân fx, còn a vương thì x vương nhân fx. Lúc này chúng ta nhân x rồi, bây giờ thêm x nữa là 5. Và bằng cho bằng. Ra kết quả 2/3 a bình phương. Đối với cái bài thi thì có những bài là cần vô cùng giống như bài này. Bài thi năm ngoái. Này. Tín hằng số A và tuổi thọ trung bình của cái thiết bị, tuổi thọ của một thiết bị là một đại lượng ngẫu nhiên liên tục có cái hàm mật độ xác định như này, trong đó hằng số A chưa biết, chúng ta phải tính hằng số A và tính tuổi thọ trung bình của thiết bị, tức là tính kỳ vọng, tuổi thọ trung bình nên tính kỳ vọng. Như vậy cái đầu tiên tính hằng số A thì giống lúc này vậy, các bạn tính tích phân từ trừ vô cùng còn vô cùng của fx là bằng 1, nhưng mà cái này là từ trừ vô cùng đến 5 là bằng 0 rồi, cho nên hàm dưỡng tích phân bằng 0, cho nên tích phân bằng 0, cho đó từ 5 trở lên thôi. Đó, các bạn chỉ cần tính tích phân từ 5 cho đến cộng vô cùng của cái hàm trong này, bỏ cái A ra ngoài. Đó. Và lấy nghĩa đạo thì ra kết quả. Đó. Như vậy các bạn sẽ tính tích phân này. Tích phân của cái hàm này là này. Của 1 trên x, tích phân của 1 trên x mũ 3. X mũ 3 alpha x cái này. Mũ này. 3 đến số 3 vào. Từ 5 đến cộng cuối cùng là bằng mấy? Từ 5, 5 chứ không phải 50, từ 5. Cộng cuối cùng thì trong máy tính nó còn cuối cùng thì các bạn điền một cái số thật đầy lớn. 1 triệu chẳng hạn. Điền một số 1 triệu. 1 triệu là cuối cùng đó. Sau đó bóng dưới băng ra kết quả. Đấy, 1 triệu và 1 triệu. 1 triệu được đẹp bằng 1.000. Đến 100.000 là một thử bằng 10.000 thêm. Tức là cái số thì là lớn ạ. Vô cùng thì các bạn ra cái số thì lớn. Đấy, 0.01. Tức là gần bằng 0.02. Và chính xác là vô cùng là 0.02. Nếu cái này là thì các bạn đổi cần thêm tí, chẳng hạn như là gần 1 triệu đi. Số lớn máy tính nó hiểu 999999. Đấy, là 0.02. Đấy. Và chúng ta nghịch đảo cái này. Nghịch đảo cái kết quả này, nghịch đảo mũ trừ 1 để ra k là hằng số k là bằng 50. Như vậy xác định a là bằng 50. Còn tính cái kỳ vọng thì chúng ta thấy bằng tích phân của x nhân fx dx cũng bằng như lúc này đấy. Nhưng mà thay a bằng 50 vào. Đây là từ đâu ấy? Đấy. Thay A vào tính kỳ vọng này, kỳ vọng sẽ bằng A là bằng 50. 50 trên x mũ 3. X mũ 3 bảo alpha x mũ 3 tích phân từ 5 à, cái này không phải mũ 3 mà nhân thêm x nữa. Cái này phải nhân thêm x nữa cho nên là cái này còn mũ 2 thôi.
ít sơn nhất là FX mà tích vân cái vòng của nó là tích vân từ vùng còn vùng tích vân của X nhân FX mà tương là bằng tích phân từ 5 đến còn vô cùng và X nhân FX mà X nhân về cái rút gọn một cái X còn lại dưới này X một hai còn vô cùng các bạn đưa lên cái số thì đẹp to 999999 đấy và bấm nút bằng ra kết quả. Đấy. Gần bằng 10. Đấy đạt số như về tuổi thọ trung bình là gần bằng 10, 9,999 nên chúng ta lập đo. À, như vậy cái tuổi thọ trung bình của thiết bị này là 10 năm. Đơn vị ở đây đơn vị tính bằng năm. Đây là cách mà sử dụng máy tính. Câu 2. câu 2 thì cũng vậy. Câu 3 thì chúng ta bấm máy tính chúng ta phải tính giải phân đi bậc 2, tức là các bạn phải biết công thức phải máy tính. Thực ra là sử dụng máy tính thì chỉ có bấm để kiểm tra kết quả thôi, còn các bạn muốn phải biết cái nguyên lý của nó, ví dụ câu 3 là phải biết cái tính ra được cái kết quả tích vân bằng mấy để mà giải phân đi bậc 2 mà tính được cái cần ở trên làm tỷ lệ bằng hình. Còn câu 1 còn câu 2 thì có thể là tính bằng tích vân, tức là tích vân từ xác suất nếu thời gian bảo hành 6 năm thì tỷ lệ bảo hành là bao nhiêu. Đấy, thời gian bảo hành là 6 năm thì tỷ lệ bảo hành tích phân từ 0 tới 6 của FX DX đó. Thì các bạn bảo mình tính được, nhưng mà có 3 là phải biết cái nguyên lý. Thì máy tính là thường là dùng sử dụng để tính nhanh các bài trắc nghiệm hoặc là kiểm tra kết quả, còn các bạn phải biết nguyên lý của nó đó. Thì đó là hướng dẫn về cái Casio FX570 để tính tích phân giải các bài toán trắc nghiệm về liên quan đến cái hàm mật độ xác suất.